Hôm nay nóng thật đấy các cậu ạ. Mùa 2 chai nước. Chai nước này nó lại còn có vị của bánh bích quy. Không biết uống có ngon không nhỉ? Để đây đã. Mỏi hết cả cái lưng. Hả? Cái gì nó vừa bay qua ấy nhỉ? Một chai nước của mình mất rồi. Nani? Cái gì vậy? Này, cái gì lấy mất chai nước của tớ thế? Cái gì nó vừa lấy mất hai chai nước của mình nhỉ? Các cậu có thấy không? Bay vụt một phát qua là mất một chai nước. Vụt lần hai là mất luôn hai chai. Hay là ma nhở? Nhưng mà ban ngày thì làm gì có ma. Nhưng mà nếu không phải là ma thì là cái gì được nhở? Nó chạy ra đây mà cũng không thấy ai. Nước của chị chân ngon thật ý. Dám ăn bản thân cho mình cũng không à. Của mình nó lại đau thế nhở? Nước thì chưa được hấp nào mà cái bụng nó đã đau rồi. Phải đi vệ sinh trước đã, lát nữa đi tìm nước sau. Chỗ này không có gì, ngồi đây cũng được đấy. Nghe như tiếng con ruồi ở quanh đây ý nhở? Nhìn thì không thấy, sao lại man mát cái tóc thế nhỉ? Ôi, đang ngồi làm gì thế này? Thì ra là đi vệ sinh. Thôi, không ổn rồi. Mình tưởng ở đây chỉ có một mình bị theo dõi thế này. Ai điều khiển cái máy bay này vậy nhỉ? Nhìn nó trông quen quen. Hình như chính cái máy bay này vừa lấy hai chai nước của mình thì phải. À, chị cầm ra, bay lên thôi. Sao giờ nó ra đây làm gì? Tránh ra đi! Ở đây làm gì có đồ ăn đâu! Đi đi! Không chị cho gãy cánh bây giờ! Thích hả? Này thì ăn gạch này! Úi giời! Còn nông mới bắt được em nhá! Úi giời! Úi giời! Nhưng lúc nó không để ý, mình phải chuồn thật nhanh mới được! Quả này mình phải cho chị mới được! Cái gì đằng sau vậy? Ôi thôi! Nó vẫn bám theo mình các bạn ơi! Đã bảo không có đồ ăn rồi mà! Tránh ra đi, chị định cho ăn cháo gạch bây giờ. Bay đi này, bay đi này. Này nhá, đi về nhà mà chơi. Đi theo lần nữa là không yên với chị đâu đấy. Ôi, cái máy bay này nó không hiểu tiếng người sao ấy nhỉ? Không hiểu à, thế thì ra đây chị cho ăn dép. Này thử. Con định ném vườn ai cam của mình nè. Này thử theo dõi nè. Sao lại tránh siêu thế nhỉ? Thêm phát nữa này. Ôi, không ổn rồi. Mình phải chuồn thôi. Đừng hòng. Máy bay vừa theo. Trốn sau cái xe này, chắc nó không phát hiện ra mình đâu. Ôi, mệt thật đấy. Không biết từ đâu ra lại xuất hiện một cái máy bay thật là kỳ lạ. Nó còn theo dõi mình nữa không nhỉ? Đúng rồi. Bây giờ mình sẽ phải dình cái máy bay này, xem ai là người điều khiển nó. Hôm nay đẹp trời, mang ra đây tập luyện máy bay mới được. Còn máy bay mấy trăm nghìn này của mình nha, bay được có 2 lần. Đây, lắp pin vào nhá. Phập một phát này. Điều khiển đây rồi. Bật điều khiển đây. Bật máy bay đây này. Bật điều khiển đây này. Wow. Đấy. Bây giờ mình sẽ bắt đầu luyện bay mới được. Ok, let's go. Được rồi. Bay lên nào. Ôi, đây, đây. Hey, what happened? Ôi, thôi. Ôi trời ơi. Cái máy bay này của mình sao nó chả chịu đứng yên thế nhỉ? Rơi mất rồi, rơi mất rồi. Úi giời ơi.
gì mà bay đường rộng không đi. Này cứ chui vào đấy là thế nào. Cái máy bay này mèo ơi, mày còn quấn đầy rơm mới rác ở trong đây như thế này. À, hay là do trời sắp mưa rồi nên là gió to quá các cậu ạ. À, để thử bay lại lần nữa xem nào. Ồ, nó không lên. A few moments later. Nào lại đây các bạn. Lại đây. Sang bên này, phía cẩn thận đâm vào cây. Cẩn thận đâm vào cây. Cẩn thận đâm vào cây. À, thì ra là bạn nhím. Bạn nhím đang điều khiển cái gì ấy nhỉ? Hình như đúng là cái này vừa nãy nó lấy hai chỉ cái chai nước của tớ các bạn. Chưa điều khiển được nó, gió đâu con đang thổi bay. Suốt ngày đâm vào cây như thế này. Cậu bạn tớ lấy nước của cậu làm sao được? Rõ ràng xung quanh đây làm gì có cái máy bay nào khác. Mỗi một mình cái máy bay của cậu. Chắc chắn là nó lấy. Hay là cậu không biết? Cậu có vừa nhìn thấy cái gì không? Có một cái nó bay rất nhanh, nó bay vù qua đây này. Đây là máy bay của cậu. Máy bay của tớ vừa lấy nó rơi. Nó hỏng rồi, cậu không nhìn thấy à? Mà tớ vẫn đứng đây, tớ có điều khiển cái gì đâu. Cái máy bay của tớ mà hỏng là tớ bắt đền cậu đấy. Tự nhiên chỉ phá tớ. Dạ tớ nước đi. Máy bay hỏng ngay thì cậu là cậu. Nước nào, tớ làm gì có lấy nước của cậu đâu mà cậu cứ đổ cho tớ đi. Cậu không lấy thế nhưng mà cái máy bay của tớ. Máy bay của tớ thì làm sao mà lấy nước được. Máy không lấy nước được. Cái gì nó vừa bay qua ấy nhỉ? Hay là chính cái máy bay vùng đấy nó bay qua. Nó lấy trộm nước của tớ nhỉ. Ghê gớm thật đấy. Máy bay bây giờ còn biết lấy trộm nước à? Đúng rồi. Nó bay đi đâu rồi? Ui nhím ơi, nó bay ở trên đầu cậu kìa. Ui, thật đấy. Nó bay trên được, nó bay lên rồi. Cái này nó bay được cao thế. Máy bay của tớ bay được thấp cơ. Wow. Nó đang hạ xuống đây cậu ơi. Để tớ bắt nó. Xuống đây nào. Xuống đây. Bắt này. Bắt này. Cái này không phải của tớ đâu cậu ơi. Rồi, để tớ bắt nó nha. Minutes later. Ui, cuối cùng nó cũng đi rồi. Nó đuổi tớ, đứt hết cả hơi cậu ạ. À, không biết là cái này ai điều khiển không biết được. Chắc chắn chủ nhân của nó ở gần đây rồi cậu ơi. Bây giờ tớ với cậu cứ đi theo hướng nó bay kìa, kiểu gì cũng tìm được. Cậu nhìn thấy gì kia không? Cái máy bay kia, nó đang chuẩn bị hạ xuống. Ai đang điều khiển nó ấy nhỉ? Tôi nhìn không rõ. Ra em Cam điều khiển cái máy bay để treo bọn mình cậu ơi. Ra cho em Cam một trận. Máy bay ơi, nắm tớ thế. Em Cam đây rồi. Chai nước đây à? Chai nước này có phải của cậu không Trang ơi? Chai nước Orion của tớ. Thì ra tất cả đây là do em Cam. Còn máy bay là của em đúng không? Thế chưa, tớ đã bảo là không phải rồi mà. Em Cam nói mau, em kiếm ở đâu ra cái máy bay này. Xong rồi mang đi trêu chị Trang với cả trêu anh thế. Máy bay này em mới
rồi hả? Thế nhưng mà em ca mua máy bay để làm gì? Mà cái máy bay này trông nó kỳ lạ thật đấy cậu ơi. Không giống như những cái máy bay bình thường. Nó khác với cả máy bay của tớ cậu ơi. Mà cả cái bộ điều khiển trông cứ như là một cái máy tính ấy. Anh chỉ thấy cái này thú vị không? Thú vị hơn cái máy bay của anh đấy. Về nhà em ra chơi. Đúng rồi đấy. Hay là chúng mình về nhà đi. Chứ giờ này tớ thấy trời bắt đầu đổ cơn mưa rồi cậu ơi. Hạt mưa đang rơi rồi này. Lại còn có sấm nữa. Nếu chúng mình ở đây không cẩn thận là sấm đánh nó. Bây giờ về nhà rồi. Em Cam thử nói xem. Em Cam mua cái này để làm cái gì? Em mua cái này về để đi chăn bò đấy. Chăn bò á? Chăn bò bằng máy bay nhỉ? Người ta không gọi là máy bay. Không gọi là máy bay. Thế thì gọi là cái gì? Gọi là flycam. Anh chị thấy ở ngoài kia nắng không? Em chỉ cần vùng cái này bay ra cho mấy con bò là được. Chứ không phải ra từng nắng nắng gì. Chị hiểu rồi. Có nghĩa là em Cam đi chăn bò nhưng mà hôm nào trời nắng quá em Cam sẽ không trực tiếp ra đấy. Mà em Cam sẽ sai cái flycam này ra để chăn bò giúp em Cam đúng không? Cái này ghê gớm phết đấy. Nó xịn hơn cả máy bay của tớ chăng ạ? Hôm qua cậu thấy không? Nó còn đuổi được theo bọn mình xong nó còn đứng yên được, nó bay lên bay xuống được cơ. Cái của tớ nó đang đâm thôi. Nó tự động bay được à cậu ơi? Cái đầu này nó còn lắc lư được này. Ôi mà cái flycam này của em Cam nó lại còn có hai cái mắt cậu ơi. Đúng rồi, hình như là hai cái mắt này á để nó có thể nhìn được đấy. Ôi, nhìn đẹp mà ngầu thật đấy. Mà nhìn từ xa trông con này rất giống một con cá mập các bạn ạ. What? Sao lại giống cá mập? Làm gì có vây? Không có vây nhưng mà nhìn cái phía trước này này trông nó chả giống. Mà bây giờ em Cam thử điều khiển cái flycam này bay lên ra chỗ hàng bò để chị xem nào. Bây giờ em sẽ cho cái máy bay này bay lên nhé. Đâu em Cam thử bật nó bay lên xem nào. Đúng rồi, chị còn không biết điều khiển cái gọi cái flycam này đâu. Bay chưa? Bắn vào đâu? Nó bay rồi này. Wow. Em Cam bây giờ cho nó đi chăn bò à? Cao thế. Wow, cái flycam của em Cam nó bay cao quá. Wow, giới thiệu với anh chị đây là đàn bò nhà em đây. Wow, đàn bò nhà em Cam nhiều thật đấy. Ồ, có một con bò, có một con cỏ kìa. Con bò kia ăn cỏ đi. Hey you, nó vẫn không ăn kìa. Ui, em Cam làm gì đây? Em dùng phần này Cam sợ cho nó một trận đây. Con bò nó sợ quá, chết mất đi rồi kìa. Ồ, có cả mấy con bò con kìa. Đây chính là con bê đấy. Con của con bò. Mấy con bê con này nó nghịch lắm. Nó thích chơi với phần này Cam. Ui, đấy, nó nhìn thấy phần này Cam là nó chạy thích thú kìa. Trông hay nhỉ, nhìn giống như một em bé vậy. Ồ, ở đây cũng có hai con bò nhỡ nhỡ này. Đầu này còn có một cái sọc trắng nữa. Không ăn cỏ đi bò ơi. Mấy con bò con này đứng đi về cho mẹ đi. Em có thể dùng cái này nuôi đàn bò đi khắp mọi nơi. Anh chị thấy chưa? Hay thật đấy. Cái này à, nó chỉ cần lùa đi là đàn bò nó đi theo ngay kìa. Ý rồi em cho nó trở về nhé. Để em điều khiển nó về nha. Đâu? Nó đâu rồi? Anh chả nhìn thấy nó ở đâu cả. Ở sao quá thế em phải nhìn ở trên mặt tin này. Nó ở trên đầu đây này. What happened? Ui, nó đang bay xuống này Cam ơi. Wow, ngầu thật đấy. Anh Cam còn biết đi chăn bò cơ. Em Cam anh điều khiển cũng siêu thật đấy. Em Cam cho xuống đi. Hay thế Cam ơi, cho anh mượn. Cái này còn ngầu hơn mấy cái xe điều khiển của chúng mình cơ ạ. Đúng rồi, chơi cái này có vẻ thích hơn đấy. Cam ơi, Cam ra đây dẫn anh mấy cái nút nào. Nút này để làm gì? Để nút này là nó bay lên, kéo nút này là nó bay xuống. Sang nha này là nó ngoặt sang phải, sang nha này là nó ngoặt sang phải. Thế bây giờ để anh thử cho nó bay lên nhá. Wow. Cái này á không cần động cái gì, thế mà nó đứng yên được luôn này. Ôi, trông cẩn thận đấy, sờ vào đấy nguy hiểm lắm. Nếu như kính quạt mà quật vào tay á, sẽ chảy máu đấy. Ôi, nào, bây giờ nhá, đẩy cái này lên là nó bay lên đúng không em ca? Đẩy lên này, kéo cái này xuống là nó bay xuống đúng không? Kéo cái này xuống này. Ồ, nhạy thật đấy. Wow. Nó không trục trặc như cái xe của tớ. Xoay sang này. À, thế nào không ảnh sang bên mình đúng không? Ui, bên trong này nó còn hiện cả em Cam này.
Đâu? Đây này, em cam này. Wow. Ờ, nó nhìn được luôn cả mình ở trong đấy à? Đúng rồi, nó nhìn được luôn cả mình này. Wow. Ồ. Nhìn này, em cam ở phía trước mặt nó này, nó còn hiện lên ở trên đây luôn này. Ôi, em cam làm cái gì thế? Này là xoay này. Nhưng mà cái flycam này của em cam nó còn làm được gì nữa không? Cam ơi, cam, thế tiến lên lùi xuống là ấn nút này không? À, tiến lên là đẩy nút này à? Ui, lùi xuống nào. Wow, tiến lên nào. Lùi xuống nào. Tiến lên. Lùi xuống. À, thế chắc là nó sang ngang được đúng không? Sang ngang này. Sang bên này này. Thôi giải em đi hả mẹ tin. Thế thế nào được? Anh nhìn thấy nó còn đầy đây này. Ui, các cậu ơi. Nhìn này, cái này nó quạt mát chưa? Ui, nó quạt mà lúa. Vậy sang á, bốn phía luôn. Thế thì anh còn biết một công dụng khác nữa cơ. Là công dụng gì cơ? Nếu như em cam mà đi chăn bò nóng nha, thì em cam có thể cho nó đứng ở trên đầu này. Đấy. Wow. Ui ôi, mát rượi luôn, các cậu nhìn thế này. Tóc bay phật phà luôn này. Nhìn thấy chưa? Ui, tóc em cam này. Cái này á, nó như kiểu là một cái quạt điện ấy các cậu ơi. Không xa nóng ở ngoài đồng luôn.